Ở các địa bàn nông thôn, mặc dù lưu lượng phương tiện không quá đông, nhưng tình trạng xe công nông, xe máy kéo, xe cơ giới 3 bánh và xe thô sơ 3-4 bánh, xe lôi chở theo hàng hóa cồng kềnh, che khuất tầm nhìn luôn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Để đảm bảo an toàn cho người dân, Công an tỉnh triển khai ra quân, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các chủ xe, người điều khiển xe tự chế, không đủ điều kiện tham gia giao thông. Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc là địa phương có làng nghề mộc truyền thống phát triển, hệ thống đường giao thông nhỏ hẹp, trong khi một số hộ dân còn sử dụng lòng đường để nguyên vật liệu. Cùng với đó, việc sử dụng xe ba bánh để vận chuyển hàng hóa diễn ra khá phổ biến. Trước thực trạng đó, Công an huyện Yên Lạc đã tổ chức các buổi tuyên truyền luật giao thông đường bộ, thực hiện ký cam kết đối với các hộ sản xuất kinh doanh trong việc chấp hành quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Còn có một vài xã, thị trấn vẫn còn một số phương tiện xe ba bánh, xe tự chế tham gia giao thông. Được sự lãnh đạo của ban giám đốc công an tỉnh cũng như công an huyện chỉ đạo quyết liệt về việc tuyên truyền xử lý xe ba bánh tham gia giao thông, thì đội cảnh sát giao thông cũng được xây dựng kế hoạch để tuyên truyền phổ biến giáo dục cho từng hộ dân và cho ký 100% cam kết đến từng các hộ dân, các chủ hộ có phương tiện xe ba bánh để chấp hành cái việc tham gia giao thông. Toàn tỉnh hiện có gần 1.000 xe tự chế, chủ yếu phục vụ việc vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa, phục vụ sản xuất nông nghiệp, xây dựng cơ bản ở các vùng nông thôn. Để đảm bảo an toàn giao thông, Công an tỉnh đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ nói chung, vi phạm về xe tự chế nói riêng, tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân để mọi người nâng cao ý thức, trách nhiệm trong chấp hành quy định của pháp luật. Các huyện, thành phố, các cấp xã, phường, thị trấn để vào cuộc để huy động toàn thể các tổ chức đoàn thể, các xã hội. Và vừa huy động được cái sức mạnh của toàn dân đó, vừa nâng cao được ý thức của toàn dân. Đồng thời chúng tôi tuyên truyền và ký cam kết để nhận diện, trong đó việc tuyên truyền có trọng điểm và nhận diện các cái đối tượng mà có thể gây ra mất an toàn giao thông. Nâng cao ý thức tham gia giao thông cho người dân là việc làm ý nghĩa, quan trọng, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, mang lại bình yên, hạnh phúc trong nhân dân. Do vậy, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần thể hiện trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông.